Bài tập khí công số 5. Xoa mặt. Nhằm kích thích các mao mạch máu trên vùng mặt, giúp cải thiện quá trình tuần hoàn máu, cung cấp nhiều dưỡng chất và oxy hơn cho đại não, khiến cho thị lực sẽ tốt hơn, hết viêm mũi, hết méo miệng. Trên da ở vùng xung quanh tai, mặt, mắt, mũi, miệng và tập trung nhiều huyệt vị như là dương bạch, ấn đường, tý trúc không, đồng tử liêu, thừa khấp, tình minh, toàn trúc, nghinh hương, tố liêu, địa thương, đại nghinh, nhân trung, đoài đoan, thừa tương. Như vậy, xoa bóp kích thích các huyệt vị này sẽ mang lại tác dụng thông kinh hoạt lạc, giúp phòng trị các chứng bệnh như đau đầu, liệt mặt, đầu và vùng trán đau, rồi các bệnh về mắt như loạn thị, quáng gà, đau thần kinh vành mắt, cận thị, viễn thị, thần kinh thị giác viêm, thần kinh thị giác teo, giác mạc viêm, rồi các bệnh ngạt mũi, động kinh, trẻ con kinh phong, phụ nữ mới đẻ bị xây sẩm mặt, rồi viêm xoang, kết mạc viêm, máu cam, viêm mũi, sốc, hôn mê, răng cắn chặt, điên cuồng, méo miệng, xách mắt, đau cứng lưng, tăng oxy cho não. Nhưng đặc biệt có huyệt nhân trung đấy, là cấp cứu ngất, trị tim mạch rất tốt. Thông thường nên xoa bóp từ 5 đến 10 phút một lần, và ngày thì xoa bóp, xoa mặt là 3 lần, sáng, trưa, chiều. Động tác cụ thể như thế này: áp hai lòng bàn tay lên mặt, đó, áp lên sát lên mặt, rồi xoa theo hình số 8 nằm ngang. Đấy, hình số 8 nằm ngang, hình số 8 như thế này. Đấy, từ phần trán bên phải trước, đó, kéo xuống phần tai bên phải. Đấy, sau đó lại đưa lên phần trán bên trái, rồi kéo xuống phần tai bên trái, đó, rồi tiếp tục lại đưa lên phần trán bên phải, và cứ thế làm lại như từ đầu, tức là kéo xuống phần tai bên phải, rồi đưa lên phần trán bên trái, kéo xuống phần tai bên trái. Đấy, theo cái hình số 8 nằm ngang như thế này. Và nhớ là áp lòng bàn tay thật sát mặt. Đấy, áp thật sát vào mặt. Và xoa thật mạnh.